những ngày cuối đời lặng lẽ của Trần Lệ Xuân. Những năm cuối đời, bà Trần Lệ Xuân sống lưu vong tại Pháp và Ý. Trái hẳn với những tháng ngày oanh liệt một thời khi còn là đệ nhất phu nhân, bà cố vấn chọn cuộc sống lặng lẽ và khép kín ở xứ người. Trần Lệ Xuân luôn an phận như một quả phụ, cắt đứt mọi liên lạc với những người hoạt động chính trị và giới hạn tối đa việc tiếp xúc với báo chí. Điều này khác hẳn với sự bóng bẩy về ngoại hình và sự năng nổ khi còn ở trong nước. Bà lúc này cũng không gây một scandal tình ái nào khác nữa. Sau năm 1963, Trần Lệ Xuân cùng các con chuyển về sinh sống tại La Mã, nơi giám mục Ngô Đình Thục đang cư trú. Từ đó, không có thông tin gì về bà, cho mãi tới tháng 3 năm 2002, một luật sư người Việt tên là Trương Phú Thứ đã gặp bà ở Paris. Vị luật sư này đã chụp ảnh bà thời điểm đó và cho biết bà Nhu sống một mình trong căn hộ của một tòa nhà mới xây gần tháp Eiffel. Bà có hai căn ở tầng thứ 11 tại một khu vực đẹp và đắt tiền nhất Paris. Bà ở một căn, căn còn lại cho thuê để sinh sống. Đó là nguồn thu nhập duy nhất, đủ để sống, không cần nhờ vả đến các con. Bà sống ẩn dật, âm thầm lẻ loi, đến mức những người thân cận nhất vẫn tưởng bà đang sống ở Ý. Theo vị luật sư này, bà Nhu tuy đã ngoài 80 nhưng vẫn khỏe mạnh. Bà đi đứng nhanh nhẹn, lưng thẳng, đôi mắt to và sáng. Căn nhà bà Nhu khá tầm thường, với hai phòng ngủ và một phòng khách. Trên tường phòng khách còn treo vài bức ảnh lớn của ông Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Thục, Ngô Đình Nhu và con gái lớn Ngô Đình Lệ Thủy. Bà Nhu bác bỏ tin đồn chuyện một người Pháp giàu có biếu giám mục Thục số tiền lớn, sau đó ông cho bà để mua căn hộ này. Rồi bà dành dụm thêm để mua căn nữa. Sự thật không phải thế, bà Nhu trực tiếp nhận được tiền từ một ân nhân ẩn danh, sau đó bà nhờ một cựu bộ trưởng giúp mua cho hai căn hộ này. Bà còn tiết lộ vị ân nhân đó chính là bà Capici, một người phụ nữ Italia từng nằm trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Bà Nhu chưa từng gặp mặt vị ân nhân này và mãi 4 năm sau khi bà này tạ thế, Trần Lệ Xuân mới biết rõ thân thế và sự nghiệp. Ông Thứ, một trong số ít người có tiếp xúc trò chuyện với bà Ngô Đình Nhu trong những năm trước khi bà qua đời, đã bình luận rằng: khi ông cố vấn Ngô Đình Nhu bị giết thảm thì bà mới có chưa đầy 40 tuổi, cái tuổi có thể gọi là đẹp và mặn nồng nhất của người phụ nữ. Mà bà Nhu, như chúng ta thấy, cũng có sắc đẹp, sinh động, giỏi ngoại ngữ, nói tiếng Anh, tiếng Pháp lưu loát. Đại để là một người phụ nữ trên mức bình thường. Cũng có nhiều người, kể cả chính trị gia, vì lúc đó bà Nhu hoạt động chính trường nên quen biết nhiều người lắm, cũng có lòng yêu mến kính trọng bà. Tôi được biết có một ông kỹ nghệ gia làm quản trị cho công ty chế tạo xe hơi Rolls-Royce ở London, cũng đề nghị lập gia đình với bà Nhu. Nhưng bà ta đã khước từ. Cả đời bà chỉ biết có một mình ông Ngô Đình Nhu. Trong suốt nửa thế kỷ qua, những người muốn công kích hay phỉ báng bà đã không tìm ra được bất cứ điều gì về vấn đề tình cảm để mang ra công kích. Bà Nhu vẫn sống thầm lặng một mình, một cách kín đáo và đơn sơ. Về tin nói bà Trần Lệ Xuân có những khoản tiền khổng lồ, ông Thứ đã nói: tin đó cũng như tin mà một vị tự xưng là sử gia tung ra rằng bà Nhu có 17 tỷ Mỹ Kim từ những năm 1960-1961. Tôi chỉ hỏi liệu hồi đó mang cả Sài Gòn ra bán có thu được 17 tỷ Mỹ Kim hay không? Thứ hai, sau vụ đảo chính 1963, bà Nhu phải ở trong một căn phòng studio chật chội, không có phòng ngủ với 4 đứa con, chứ làm gì có lâu đài. Bà có thói quen, mỗi sáng, bất kể thời tiết giá buốt cỡ nào, bà vẫn đến nhà thờ, dâng thánh lễ, phụ giúp công việc trong nhà thờ và đảm trách dạy các lớp kinh thánh. Thỉnh thoảng thích làm công việc từ thiện. Bà hầu như không thiết tha gì đến cuộc đời. Bà luôn thản nhiên vui sống với nếp sống hiện tại. Bà dường như đã xóa nhòa dĩ vãng và cũng chẳng nghĩ gì về tương lai. Mọi thứ bà phó thác trong vòng tay của Chúa. Sau thánh lễ, bà ở lại giúp dọn dẹp nhà thờ và xếp đặt trưng bày hoa nến. Ngày chủ nhật, bà còn dạy giáo lý cho trẻ con. Bà Nhu rất ít đi mua sắm. Nói đến áo quần, bà có vẻ đăm chiêu. Ở Sài Gòn nóng quá nên tôi mặc áo dài hở cổ khiến Tổng thống không bằng lòng. Chiếc áo dài hở cổ được đặt tên kiểu áo bà Nhu, một thời là mốt thời thượng ở Sài Gòn. Bà nói: nhiều khi tôi phải đại diện chính phủ tiếp phu nhân các nước mà chẳng có đồ trang sức nào cả. Có một bà bộ trưởng muốn bán số đá ruby trang sức, tôi xin Tổng thống Diệm số tiền 6.000 đồng để mua lại.
Ông bằng lòng nhưng buộc phải viết giấy biên nhận ghi đầy đủ lai lịch từng món. Đó là lần duy nhất ông Diệm cho tôi tiền và bây giờ cũng không còn nhớ chúng thất lạc ở Mô. Bà Nhu kể lại, dịp mùa xuân năm 1975, hệ thống đài truyền thanh Mỹ NBC có xin phỏng vấn 30 phút. Bà chấp nhận và đòi thù lao là 10.000 đô la Mỹ và hai vé máy bay khứ hồi hạng nhất Paris Washington để dẫn Lệ Quyên đi thăm ông bà ngoại Trần Văn Trương. Đó là lần duy nhất bà đi Mỹ và cũng là lần duy nhất bà xuất hiện trên truyền thông quốc tế sau năm 1963. Ngoài ra, bà chưa từng gặp gỡ hoặc tiếp xúc với bất kỳ báo chí Việt ngữ dưới bất kỳ hình thức nào. Năm 1967, cô gái Ngô Đình Lệ Thủy qua đời trong một tai nạn xe hơi ở Paris, rồi đến lượt con gái thứ là Ngô Đình Lệ Quyên cũng qua đời trong một tai nạn xe hơi ngày 16 tháng 4 năm 2012 tại Ý. Tháng 7 năm 1986, em trai của bà, ông Trần Văn Khiêm bị kết tội cố sát cha mẹ, là ông bà cựu đại sứ Trần Văn Trương tại tư gia ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Phần đời còn lại của bà Xuân chìm trong đau thương, mất mát và sự cô đơn bao phủ. Bà quả phụ Ngô Đình Nhu đang viết dở một quyển hồi ký bằng tiếng Pháp do chính bà dịch sang tiếng Ý, Anh và Việt Nam. Bà cho biết chỉ sau khi qua đời, sách mới được phát hành. Người đàn bà quyền lực một thời, những năm tháng cuối đời, bà Lệ Xuân sống tại Rome, Ý. Hồi 2 giờ ngày Chủ nhật, bà đã chút hơi thở cuối cùng tại một bệnh viện ở Rome. Người đàn bà quyền lực một thời đã vĩnh viễn rời xa nhân thế, tuy nhiên thân thế và sự nghiệp một thời của bà ta vẫn được nhắc tới. Bà Trần Lệ Xuân sinh năm 1924 tại Hà Nội trong một gia đình danh giá. Thân mẫu của bà là cháu ngoại của vua Đồng Khánh và em họ của vua Bảo Đại, vị vua cuối cùng của triều Nguyễn. Thân phụ là luật sư Trần Văn Trương, người từng giữ chức đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Mỹ. Thời bé, Trần Lệ Xuân học trường Albert Sauret và tốt nghiệp tú tài. Năm 1943, bà kết hôn với ông Ngô Đình Nhu, đồng thời bắt đầu theo công giáo. Ông Ngô Đình Nhu là em trai và là cố vấn cho Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa lúc đó là ông Ngô Đình Diệm. Vì vậy, bà Trần Lệ Xuân còn được gọi là bà cố vấn. Vì Tổng thống Diệm không có vợ nên bà cũng được coi là đệ nhất phu nhân Việt Nam Cộng Hòa. Dưới thời đệ nhất Cộng Hòa, Hội đồng Quân lực và Mặt trận Dân tộc Giải phóng tung ra nhiều hoang mang nghi kỵ trong quần chúng, tạo dư luận cho rằng Trần Lệ Xuân là người lộng quyền. Việc Tổng thống Ngô Đình Diệm để cho bà, cũng như Ngô Đình Thục, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn và người em út Ngô Đình Luyện tham gia vào chính sự, tạo nên hình ảnh gia đình, chị, độc đoán kiểu phong kiến. Bà Trần Lệ Xuân có nhiều hoạt động trên chính trường trong thời gian từ năm 1955 đến năm 1963, làm chủ tịch một tổ chức phụ nữ, ủng hộ các luật liên quan đến hôn nhân gia đình, thúc đẩy việc thông qua các luật liên quan đến những vấn đề như nạo thai, ngoại tình, thi hoa hậu, đấm bốc. Bà cũng được cho là ủng hộ các luật nhằm đóng cửa các nhà chứa và ổ thuốc phiện. Bà Trần Lệ Xuân cũng bị lên án vì đã thâu tóm nhiều quyền lực và của cải, sự lộng quyền và những phát biểu cay độc trong vụ tự thiêu của các nhà sư nhằm phản đối việc đàn áp Phật giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm. Theo nhà ngoại giao John McLean, Trần Lệ Xuân là một người dễ nổi nóng, muốn áp đặt giải pháp của mình cho những vấn đề chính trị nhưng hầu như luôn làm những vấn đề đó trở nên tai hại. Bà có khả năng diễn đạt tốt và nhanh. Theo McLean, cách bà Nhu nói chuyện như súng liên thanh nổ bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh. Theo ký giả Hart Boston, nguyên tắc chính trị của Trần Lệ Xuân khá đơn giản. Nhà họ Ngô luôn luôn đúng, không cần phải thỏa hiệp và cũng không cần để ý đến những chỉ trích. Còn theo ký giả Malcolm Brown của tờ AP, do bất đồng quan điểm, Trần Lệ Xuân còn từ bỏ cả gia đình của chính bà. Năm 1962, bà đã làm cho chị của bà, tức là Trần Lệ Chi, phải tìm cách tự vẫn. Năm 1963, bà tuyên bố từ bỏ cha mẹ mình do họ phản đối thái độ của bà với Phật giáo. Robert McNamara, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã nhận xét về Trần Lệ Xuân. Giống như hầu hết những người Mỹ trên đất nước này, và theo tôi cả nhiều người Việt nữa, tôi thấy bà Nhu là một người sáng sủa, mạnh mẽ và xinh đẹp, nhưng cũng độc ác và mưu mô, một mụ phù thủy thực sự. Vai trò của bà Trần Lệ Xuân trong thời kỳ đương đại được cho là gây tranh cãi. Cuộc đảo chính năm 1963, lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm xảy ra trong giai đoạn các mâu thuẫn lớn ở Nam Việt Nam bị đẩy lên cao.
Trong thời kỳ này, bà Trần Lệ Xuân cũng bị nhiều ý kiến chỉ trích, cho là đã đẩy mâu thuẫn giữa Phật giáo và chính quyền ông Ngô Đình Diệm thêm gay gắt. Tại Việt Nam, sau nhiều năm cuộc chiến vẫn có quan điểm phê phán bà và dòng họ Ngô Đình, một gia tộc theo Công giáo. Một bài trên trang Nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 2013 cho rằng bà Trần Lệ Xuân từng công kích rằng hoạt động của Phật giáo là một hình thức phản bội xấu xa. Còn một phần báo chí tại Hoa Kỳ và sau này cả truyền thông châu Âu khi đưa tin bà qua đời năm 2011 cũng nhắc lại sự kiện cuộc tự thiêu của Hòa Thượng Thích Quảng Đức và bình luận được cho là của bà Trần Lệ Xuân nói rằng: "Tôi sẽ vỗ tay khi thấy một vụ nướng sư khác." Những bình luận của bà đã khiến cho báo chí Mỹ có cái nhìn tiêu cực về bà, xem bà như ví dụ tiêu biểu cho những sai trái của chính quyền ông Diệm. Lúc đó bà cũng là dân biểu và chủ tịch Hội Phụ Nữ Liên Đới. Với các phát biểu và hành động thẳng thừng, nhiều khi bị chỉ trích là bất cẩn và quá khích. Bà bị cáo buộc lộng quyền và có người cho rằng đã góp phần làm tăng sự bất mãn đối với chính quyền Ngô Đình Diệm, dẫn tới cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963, khi xảy ra đảo chính và cái chết của anh em ông Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu. Bà Trần Lệ Xuân và con gái lớn là Ngô Đình Lệ Thủy đang công cán nước ngoài. Kể từ đó bà sống lưu vong, không quay trở lại Việt Nam nữa. Năm 2007, bà đã trên 80 tuổi, dấu vết già nua đã hiện trên gương mặt, nhưng sức khỏe còn khả quan, tươi tỉnh, dáng vẻ còn linh hoạt. Chỉ 2 năm sau đó, ở tuổi 85, sức khỏe của bà đột nhiên giảm sút nhanh và bị đau chân. Bà không đi đến nhà thờ nữa, chỉ ở nhà cầu kinh, nên hai người con của bà là Ngô Đình Trác và Ngô Đình Lệ Quyên rước bà qua Ý Đại Lợi, sống chung để tiện việc chăm sóc. Qua phỏng vấn điện thoại từ Seattle với BBC vào cuối tháng 4 năm 2011, luật sư Trương Phú Thứ có nói về Trần Lệ Xuân: "Tôi được biết bà Nhu nằm viện đâu chừng 3 tuần lễ trước khi qua đời. Khi bà thấy mệt quá thì bác sĩ họ đưa vào trong nhà thương, nằm trong tình trạng rất yếu, gần như không nói được nữa. Tới chủ nhật vừa rồi thì tôi nhận được điện thoại của gia đình bà từ bên Rome, nói bà đã qua đời vào lúc 2 giờ sáng giờ địa phương. Tất cả ba con của bà đều có mặt lúc ấy. Trước khi mất khoảng 3 năm, bà Nhu ở nhà với con trai cả là Ngô Đình Trác tại Rome. Cô con gái út là Ngô Đình Lệ Quyên cũng ở nhà đó, trong tầng hầm. Cả gia đình ở với nhau rất vui vẻ hòa thuận. Vậy nên, khi bà qua đời là cả gia đình có mặt. Con trai thứ của bà Nhu, Ngô Đình Quỳnh, thì sống và làm việc bên Bỉ. Bà Trần Lệ Xuân đã chút hơi thở cuối cùng tại một bệnh viện ở Rome. Bà ra đi thanh thản, kết thúc một cuộc đời đa đoan như một chuyến phiêu lưu. Đệ nhất phu nhân một thời, Trần Lệ Xuân, tức bà Ngô Đình Nhu, hưởng thọ 87 tuổi. Năm 2011, khi bà qua đời, bài viết trên New York Times khi đó nhắc lại về lần trao đổi thư từ với tờ báo này năm 1986. Trong những lá thư đó, bà tiếp tục lên án Hoa Kỳ vì sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa. Bài tưởng niệm của Washington Post thì nhận xét khi ở Sài Gòn, bà Nhu xem mình là người yêu nước và cách mạng, vây quanh toàn kẻ thù, và rằng bà từng là một nhân vật chính trị ảnh hưởng và khiến người khác phải khiếp sợ. Gần đây thì tác giả Monique Brinson de Mary công bố cuốn sách Quyền lực bà rồng dựa trên một số lần liên lạc với bà Nhu. Khi tác giả hỏi bà Nhu có ân hận nào không, bà chỉ nói là bà lẽ ra nên khiêm nhường hơn.